người tiền ký. Ô, bạn tướng mày. Chụp hình ghê gớm vậy. Ô. À, leo lên. Ô, tiền ký nhìn cái tướng mày. Ai? Ok, lái xe đi. Ô, tướng mày lâu ngày nhìn nhìn xuống đâu. Tên như là xì thổ nào quá. Giống xì thổ, bụng. Thì mà quay cái kiểu gì? Kiếp. Mẹ đưa tao lên phim kiểu này thấy bà luôn. Xong rồi hỏi tôi tại sao mua được kiếm nhà. Cái đó. Rồi đây nè, rồi đây nè, mà tao đây, đây nè. Được kể đi. Rồi hai ông thùng. Chính giữa. Rồi, mày đừng có chụp vô đây nha. Ai nè, dạ đó, vô thôi nè. Rồi nè, rồi nè. Đó. Đừng có chụp chính giữa. Có chừng tết đi. Có chừng tết luôn. Đó. Bạn tao quay lên trong mạng vậy đó. Mày nói đó. Đó. Rồi, xong. Sao? Cái chỗ này nó hơi trục quá. Ờ, nhí, nhí, nhí. Mày thấy. Trời. Mày đó. Hát gì đó. Hello. 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 Bữa nay chứ ông khỏe rồi đâu. Bữa nay ông khỏe không được đó. À, tuyệt tay quá nha, tuyệt lão, tuyệt lão, tuyệt lão. Dạ, chú tế rồi. Dạ, sao, sao? À, ngon không ai? Mà chơi, thôi. Cái coi nhà mình ra. Không, nhưng mà ông ơi, đỡ hả anh? Đây nè, đây là nè, trồ nè. Nhiều lắm đó. Ừ. Mà xấu. Thấy một hai mặt này cái trang chủ ăn tôi đâu. Không, tôi gặp. Rồi. Không, tôi gặp một tí, tôi gặp một tiếng đó. Ủa, trời, cái thằng bắt trợn nào vậy? Kể nữa mình lỡ mang tay mang tiếng. Mang thêm chút xíu rồi sao. Thằng nhạo quá, chịu nổi rồi. Không có bạn bè mà dám lạ gặp dám là kêu chú nữa. Mày để cái mày để cái số ở đầu tóc mày chưa? À? Nhìn thấy còn ngon lành vẫn còn ngon thôi. Là muốn nói gì đâu mày cứ về. Sao? Đi đâu ra mà tìm mà này đang đi làm gì? Phương chở ra. Tôi nói ủa sao chào? Không biết được đâu đi bộ. Tôi nói ủa sao chào đen như vậy? Tại hồi xưa ông tiếng trắng ở miền Nam trắng quá nhiều là trắng. Có đại mình à? Mấy ai sẽ thúc nè. Đây là cái gì? Con nghe mày nè.
hết chưa mà nhớ. Đặc biệt mày. Đây tao làm kinh mày.